trong 4 thai phụ nhiễm virus Zika ở thành phố Hồ Chí Minh được giám sát thì đã có một trường hợp sinh con. Cũng theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp sinh con đầu tiên này chưa phát hiện thấy bất thường ở em bé mới sinh ra. Được biết em bé được sinh ra chưa phát hiện bị dị tật đầu nhỏ. Hiện ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ trường hợp này và những thai phụ còn lại để có hướng xử lý tiếp theo. Ngành y tế thành phố cũng vừa phát hiện thêm 3 trường hợp nhiễm virus Zika, nâng tổng số ca nhiễm virus Zika trên địa bàn thành phố đến thời điểm này là 38, với 13 trên 24 quận huyện có ca bệnh Zika. Địa phương có 3 ca nhiễm mới này là quận 2 và quận Bình Thạnh. Đây cũng là hai nơi dẫn đầu về số ca nhiễm virus Zika hiện nay trên địa bàn thành phố. Theo ngành y tế thành phố, hiện nay có một số địa phương đang có virus Zika lưu hành nhưng lơ là trong công tác vệ sinh môi trường, diệt muỗi, loang quang phòng bệnh. Điều này có thể khiến cho dịch bệnh có nguy cơ lây lan nhanh hơn.